Kết thúc tập trước ở Đồng Tháp 10 thì bây giờ mình chạy thêm 39 km để vào phường 6 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp luôn nha cả nhà. Ở đây thì cả nhà biết rồi, Đồng Tháp rất là nổi tiếng về bông sen. Ở hai bên đường tuyến đường mình đi á, thì hai bên đều có hoa rất là nhiều luôn. Quá trời trời luôn á. Rất là nhiều đầm sen, bạt ngàn hoa sen, nhưng mà mùa này thì cũng chưa có đẹp đâu nha cả nhà. Mới có 11 giờ 15 cả nhà mà buồn ngủ quá. Còn 7 cây km nữa là tới nhà khách rồi, buồn ngủ quá trời. Ráng vô quay thêm tập nữa rồi kiếm gì ăn kiếm đường ngủ nha. Mắt mở lên luôn. Này gọi là cái gì anh? Hủ Singapore. Hủ Singapore là mình nhập. À mình nhập. À không phải mình làm. Nhưng mà cái kiểu của nó Singapore. À, để em thử rồi. Tôi ăn thấy ngon. Thử cái đậu hũ sữa bò thử cái nha. Ủa sao cái nước ở trên là sữa hay gì ạ? Sữa. Giống như, hay giống trà sữa ta. Cái kiểu này chưa? Nó mềm mềm giống như da ua á. Mềm mềm giống da ua. Mùi thì mùi lá dứa. Còn cái sữa thì giống như Trang làm trà sữa vậy anh. Là là miệng ngon á. Rồi chào cả nhà đến với tập tiếp theo của series Các Con Xuyên Việt 2023 nha. À, hiện tại bây giờ mình đang ở phường 6 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp cả nhà. Hôm nay mình xuống đây mình gặp một anh khách hàng quay chỗ nhà xem tham khảo một hồ cá koi ở trong nhà của anh ha. Cả nhà có yêu quý mình thì hoặc là có muốn chia sẻ những cái hồ cá koi của mình làm á thì để lại bình luận bên dưới thông tin để cho mình liên lạc rồi mình sắp xếp lịch trình trong những cái chuyến cá koi xuyên Việt thì mình sẽ đi quay ha, mình cho mọi người tham khảo và cùng nhau bình luận hoặc là cùng chia sẻ những kinh nghiệm của mình có về cách chăm cá hoặc là cách thay nước hay là lọc liếc gì đó ha. Đây là một cái nhà trọ nha, nhà trọ Thái Hằng ở đây. Gần đây cả nhà có ở trọ thì liên hệ ảnh ha. Đó, đây là cái những cái phòng trọ của ảnh rất là lớn, quá trời luôn, nhiều lắm nha. Cái chỗ này bự lắm, nhà trọ mà như cái khách sạn lớn vậy. Dạ em chào anh. Ủa sao hồ hồ bự mình chia ra hai, một hồ hay là hai hồ vậy anh? Một hồ anh. Ủa sao tự nhiên cá nó phân lô ra hay quá hả? Lô bên này với lô bên kia nó phân lô ra hai cái, té ra tuy là chung là một hồ. Cái hồi hồ bự đẹp ghê không? Chỗ gốc này để cho nó ăn đó, nó... Bây giờ nó đang phun nắng đẹp ghê cả nhà. Quá trời đẹp luôn. Ồ anh nuôi nhiều cá quá vậy? Anh nuôi cá răng chu nữa hả? Có mấy con cá gì tùm lum luôn. Cá gì gì cái à đang thử nghiệm ha anh. Dạ mà bữa giờ anh thử nghiệm lâu chưa? Tháng 9 đó. Tháng 9 thì là thấy nó hợp rồi chứ hả? Hồ này mình xây dựng từ tháng 9 phải không anh? Tháng 9 năm ngoái. Là năm tháng 9 năm 2022 những cái nhà. À, cái thể tích cái chiều dài này bao nhiêu mét lần anh? 10 mét. Chiều ngang gần 2 mét. Chiều ngang 2 mét, chiều sâu nhiêu anh? Cũng gần 1 mét. 1 mét. Ồ, vậy là gần 20 khối hả? Khoảng 14 khối. Mấy khối? À, không, cả 20 khối anh. Dạ tại à, anh nếu mà đó là anh tính phụ bì ở ngoài phải không? Đúng rồi. À vậy là trừ đi hai cái tường nữa vậy thì cái chữ lọc anh chia ra mấy? Khoảng 1/3. 1/3 vậy là cho hết mét, khoảng 1 mét mấy được. À 2 mét nhân một một mấy vậy giờ cái hồ khoảng chừng 15 khối á. 15 khối rồi chia ra cái lọc cỡ nếu mà 1/3 là cỡ 4 khối mấy ha anh ha, 4 khối mấy gần 5 khối. À, anh còn nhớ cái hệ thống ống không? Thì nói chung ba lỗ, ba cái ống, ba lỗ hút đáy, chín mươi, ba lỗ hút đáy 90. Rồi gì nữa anh? Rồi, cái hút mặt thì không phải có hút mặt, nó tràn vô trong cái à hút mặt là anh dùng tràn thôi, tràn vô trong thôi, tràn vô lọc. À rồi cái anh đang nuôi cá Nhật hay cá Việt anh? Có vài con cá Nhật, còn như cá Việt hết. À có một ít cá Nhật hả? Mấy con lớn là cá Nhật hay sao anh? À có 4 5 con cá Việt thôi hả? Ừ. Còn lại cá Nhật. Ồ em thấy cá size lớn mà ha, cái con màu vàng nè, Karashi đó, dạ. Mua con gàng tay. Con gàng tay. Dạ. Bây giờ nó bự.
Dạ bây giờ chắc nó cũng 40 rồi hả? Con bự nhất khoảng 50 mấy ha anh ha. Ồ cá quá trời, anh nuôi cá. Cá này con gì anh? Con cá dạ quang. Cá dạ quang hả? Buổi tối nó có lên không? Có. Buổi tối lên hình đẹp lắm hả? À. Anh nuôi nhiều vậy nó có lọt vô trong này không anh? Không. Có, em thấy cá con quá trời nè anh. Cái này cá bảy màu để cho nó ăn mấy cái bạch vật đó. Ồ hay quá ha. Là đây là cái ô lắng đầu tiên ha anh? À, ô lắng đầu tiên là anh chứa chi mắc nè, bông lọc nè, hào nè, rồi lá dứa là chậu nào cũng có hết luôn. Rồi qua ô số 2 là anh chứa gì anh? Chứa cũng giống vậy thôi. Cũng giống vậy luôn. Anh đi ống thông ngang ống mấy? Cũng là ống 90. Ống 90 mấy ống anh? Hai ống à hả? Ừ, hai ống. Hai ống mà nước có hụt cũng ít nè. Cái ô cuối là ok ha anh? Hai ô này. À là qua đây trước. Qua đây là mình xài cái nét. Qua ô số 3 là anh xài cái nét. Qua ô số 4 là máy bơm. Mình mấy mấy anh nhớ không? Sobo. Em thấy phê đây ha không à? Sobo là 25.000 gì đó mà bữa nói em á, nó hỏi em đó. À. Sobo 25.000 là lên thác anh hay là lên luôn, đẩy với đẩy luôn, đẩy luôn với cái thác kia hả? Với lại hai cái ống này là hai ống luôn. Hai ống luôn. À. Rồi còn bơm phê đây ha đó em thấy quá trời lên là bơm mấy anh? Bơm này 14.000. 14.000 lên một cái thác. Cái kia cũng 14.000. Là hai cái 14.000. Đó một cái 25.000 là lẫy luôn. Hai cái 14.000 là lên ba kỳ. Vậy còn còn một cái bự kia là cái gì anh? Cái bự là cho cái lồ mặn để cho nó. À cái đó bao nhiêu anh? Cái đó 25 luôn hả? Đó là 35. 35. Vậy là có cái 35B2 nữa nha. Đẩy ra luồng bự đây. À anh chơi cái ống 110 luôn hả? 114 luôn đó. À. 110. À, anh chơi ống 114 hả? Ừ. Là đẩy cái luồng đó đó hả? Ừ. Rồi anh kẹp vô ống oxy nữa. Ừ. Anh cho thổi oxy vô ống đó hay sao vậy? Không, không, riêng. À riêng hả? À có hai bình oxy tích điện luôn. À anh lấy bình oxy tích điện là anh dùng cho cái nét hả? Ừ. À, nếu mà dùng cái oxy tích điện cho cái nét thì có thể cái nét nó sẽ yếu nha. Để em coi thử. Đúng không? Ồ do anh bỏ lỏng quá ha. Nó lỏng quá. Do ít hạt á anh. Ít hạt quá dạ. Ờ, nên nướng nó sôi về nhưng mà hạt nó không có, nó không có, nó ít quá đó. Giờ ít hạt quá nên mình không thấy nó sôi nhiều, không đẹp. Rồi anh thổi ra luồng như vậy. Hai anh đang xài hai cây UV 100W ha. Ủa sao anh lưới là hết vậy? Nó nhảy hả? Nhảy. Ờ. À. Nhảy mất mấy con. À là không, mới nó nhảy giờ chắc hết rồi chứ anh. Lâu lâu nó đòi ăn á, à, nhà người ta hay tới xong nó nhảy tập tưng rồi xong. À trời bên này nó bu quá trời luôn. Anh hay cho ăn bên này đúng không? Anh hay cho ăn bên này nè cả nhà. Nên nó bu đây quá trời luôn. Nên bây giờ nó hiện tại ở trên này là full nắng nữa nha. Nắng nó xuống nhìn đã không? Nói chung là hồ mà vách kính là nhìn full nắng này đã ha. Cái con này gọi là con chép sư tử ha anh? Đúng rồi. Cái bụng nó giống y chang là mấy con cá ha. Dạ con đâu bắt như quỷ. Còn nó 2.500.000 đó cả nhà. Ồ mấy con rang chu dễ thương không? Tính ra anh nuôi chung gì nhưng mà con có coi mình nó hiền mà đúng không? Đúng. Nên cuối cùng mình nuôi chung thì vẫn ok đúng không? Cao ông tiền nữa. Mà sao em thấy thiết bị điện nhiều với anh? Quá trời ổ điện luôn trời. Quá trời ổ điện, bên này cũng có, bên kia cũng có. Ở trong cái thác này mình có bỏ gì trong đó không anh? Anh bỏ than nữa hả? À, Long Vũ nữa. Đẹp ghê trời. Tính ra nuôi chung gì nhiều con nhìn cũng đẹp chứ cả nhà. Hay là về mình làm cái hồ kiến mình làm thử coi. Nuôi nhiều con thử coi đẹp không? Thấy quá trời con cũng đẹp ghê á. Nhìn hay hay ha. Tính ra mấy con rang chu nhìn đẹp ghê á. Hồ nhiều ghê anh. À, anh nhớ thử cái tổng đầu tư của cái hồ để thành hình thành cái hồ này không anh? Khoảng thôi. Trăm mấy anh? Trăm mấy là trăm mấy? Trăm rưỡi. À cỡ 150.000 là cái, nếu mà tạo ra được cái hồ như vậy là quá quá ok đó anh. Nếu với số tiền 150.000 mà lên thác rồi làm hồ hiện đại 150.000 so với hồ này 15 khối là cũng ok. Cứ cho như 10.000 một khối mà lạnh tính luôn cả cá hả? Ồ cả cá vậy là rẻ đó anh. Dạ. Nếu anh tính luôn cả cá là rẻ đó. Nên được luôn cái hồ như vậy là đẹp á, đẹp quá trời luôn. Nhìn đã không?
Trời, lên hình hơi bị đẹp luôn nè. Cá này phun nắng xuống hay quá ha. Tính ra mai mốt mà mấy anh em mà chơi cá mà coi mà làm một cái hồ kiếm mà cố gắng làm sao để phun nắng hoặc là kiếm đèn rọi vô dày đã ghê á. Nước trong veo luôn. Rồi mấy anh đang chu mày cũng mắc lắm phải không ạ? Ủa sao rẻ vậy? Em thấy nó bự vậy mà. À, lúc mà sale cái nó bán anh rẻ hả? À, bữa nào mình về mình làm một hồ mấy con này bỏ cả đống giống vậy coi thử đẹp không? Nhưng mà ngắm kiến thì đẹp hơn đúng không anh? Chứ còn mà mình nhìn ở trên xuống thì chỉ có cá coi đẹp thôi. Còn mấy con cá kia thì nó lại không có đẹp. Khoảng bao nhiêu con cá coi trong này anh? Gần 20 con hả? À, còn về cái ô lắng xả nước đó thì bao lâu anh thay nước anh xả lắng? 3 tuần. 3 tuần là anh xả là anh có hệ thống tưới hay là tự động hay sao anh? Là mỗi lần anh xả bao nhiêu phần trăm? 30. Mỗi lần anh xả 30% nước của hồ luôn hả? Ồ, vậy là nhiều quá. Là 3 hai cái thùng ở trên kia. Là à thùng chứa đúng không anh? Là anh có một cái thùng chứa sẵn để cho nó xuống đây. Vậy là 3 tuần là anh xả hết cái ô này một lần. Rồi còn về giặt. Giặt thì chưa giặt. Hồi đó giờ chưa giặt luôn. Từ tháng 9 năm 2022 tới giờ là hơn nửa năm rồi. Để thay nước cho nó tốt, tức là bỏ cái men vi sinh. Vitamin C. Vitamin C. Kháng khoáng. Khoáng. À khoáng. Vậy là bao lâu anh mới xài bỏ cái C đó? Mỗi lần thay nước bỏ hay sao anh? Khoảng 2 tuần. À mấy con cá này nó có bệnh hay gì không anh? Nói chung ít là có hay có hả? Là nó bệnh là bệnh gì anh? Cá mới vô hồi trước không biết á, mua đem về không có cách ly nó vài ngày. À. Đi vô nó bị nấm rồi nó lây qua mấy con kia. À, vậy là anh có chỗ cách ly luôn hả? Có. Anh có chỗ cách ly bên này luôn này cả nhà. Là anh bỏ vô cái thùng này. Xong rồi 3 ngày sau. 3 ngày cũng ít mà ta. 3 ngày rồi anh bỏ vô là ok. Chứ còn mấy con cá nhỏ cũng vậy ha. Là anh mua bất cứ con cá gì về anh cũng để 3 ngày ở ngoài. Ở ngoài này anh thì anh làm cách nào? Ngoài này. Tetra để anh dưỡng chứ muối để anh dưỡng cho nó khỏe. Rồi anh thấy nó khỏe là rồi anh bỏ vô là ok. Bữa giờ hồi đó giờ ok anh cứ làm cách đó. Chứ em thấy rồi có nhiều còn hồi liền là, chết. Là hồi trước là anh cũng từng bỏ vô liền luôn hả? Chết cũng nhiều quá, từ từ rút kinh nghiệm đó. À là anh bỏ vô giống như anh mua về xong cái anh bỏ vô hồ. Đúng rồi. Cái nó lây nguyên hồ luôn hả? Nó lây hồ với lại nó yếu nữa. Dạ. Đi xa đường xa tại chứ rồi dù tắm thuốc tím gì nữa cũng không có xi nhê. Tắm thuốc tím cũng không xi nhê luôn hả? Rồi anh bắt ra hay sao? Lúc đó anh chữa nguyên hồ luôn hả? Chữa nguyên hồ luôn. À. Lúc đó mệt. Lúc đó mệt không hả? Lúc đó mới nữa. À mới nữa. Dạ. Trời đã quá trời. À, rồi cả nhà, hôm nay mình có dịp đi xuyên Việt 2023 để quay hồ cá coi thì hôm nay gặp được một cái hồ khá là đẹp. À, anh cũng rất là tâm huyết nha. Nói chung là anh thích lắm không? Bây giờ là anh thấy khỏe chưa? Khỏe rồi phải không? Nuôi là ok hết ha. Ở trên cái dàn ba kia thì anh bỏ hào hả? Anh bỏ gì vậy? À sứ hả? À sứ với đá lông vũ. À sứ đá lông vũ cả nhà. À, rồi trong cái quá trình nuôi thì hồi nãy giờ anh có chia sẻ với cả nhà về cái vấn đề nuôi và chăm. Nhìn hồ cá đã ha. Mình thì không biết sao mình thích cái hồ kiến như vậy lắm nha. À mình cám này cám trộn ha anh. Mình bỏ đây. Rồi ăn đi. Đó. Đó nó ăn quá trời luôn. Đó. Để coi dưới này. Ở dưới nếu mà mình nhìn ở dưới á thì lúc nó ăn thì cũng không có đẹp bằng ở trên nhìn ăn ha. Coi đây cũng ok nè. Quá trời đã luôn. Ủa có mấy con anh bỏ cá dĩa ở đây hả anh? Ừ.
cá dĩa hình như nó sợ mấy con kia lắm đúng không? À, nó rất không. Con cá dĩa này nha, nó cá dĩa kìa. Cá dĩa thì nó tương đối là cái con đó nó hơi nhát nha. Nó sợ mấy con cá khác lắm nên nó không có dám giành ăn gì gì hết. Mấy bà đang chu đã à. Anh cần ghê nú nù à. Cái này mà chắc nhiều quá anh hả, nhiều rang chu không? Chắc cả trăm con anh hả? Mấy chục hả? Rồi em thấy mấy con bự bự ú nu đã ghê ta. Rồi cả nhà, hồi nãy giờ cả nhà thấy cái hồ cá này như thế nào thì để lại ý kiến bình luận bên dưới cho mình biết với ha, cùng nhau tham khảo. Góp ý kiến bên dưới cho mình biết để mình có động lực nhiều hơn để đi xuyên Việt. Và cả nhà để lại thông tin bên dưới nếu cả nhà muốn chia sẻ những cái hồ cá coi và kinh nghiệm nuôi của mình lên trên kênh thì cả nhà để bình luận bên dưới để mình sắp xếp lịch để đi cái cá coi xuyên Việt 2024 ha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở video tập sau nha. Bye bye. Thank you.